Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Dung ha có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên nhà vườn của chị Dung cô chú anh chị ha. Thì hôm nay nhà vườn cũng lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số loại giống mai giống như là siêu bông bình lợi với lại những cái giống mai hàng cho Tết ok luôn cô chú anh chị ha. Mức giá chỉ từ 20.000 đến lại 35.000 một cây á cô chú anh chị ha. Thì nhà vườn sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Cây rất là đẹp, hàng và chuẩn Tết luôn cô chú anh chị ha. Em mong cô chú anh chị mình xem được cây nào thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Chú anh chị xem kênh nha. Em là rồi mình lần đầu đến với kênh á, mình chào cô chú anh chị mình với lại mình cho địa chỉ với lại số điện thoại luôn nha bà chủ. Dạ rồi, hôm nay em lần đầu tiên lên kênh nha. Em tên Dung mà số điện thoại em là 0377306097, cũng là số Zalo của em à. Em ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Gia Lấp, tỉnh Bến Tre. Dạ rồi, hôm nay thì mình giới thiệu cái loại mai giống mini 20.000 với lại 35.000 ha bà chủ ha. Rồi mình giới thiệu loại 20.000 trước ha. Dạ rồi, 20.000 của em là gồm có giống mà giống cúc là cúc phượng, rồi cúc trùm, rồi giảo là giảo Phú Tân, đại lộc. Rồi giá là 20.000 một cây ạ. Rồi mình còn có, em thấy đây hình như là mình có là thanh mai cô chú anh chị ha, có thanh mai ha, rồi siêu bông Sài Gòn, giảo nhung, giảo thơm nữa cô chú anh chị ha. Tại vì Hoàng Quyết Long không nhị nữa nè, là nhà vườn có ghi tên lên chậu của cô chú anh chị ha. Thì lần đầu đến với kênh á, thì bà chủ cũng còn hơi run run với cô chú anh chị ha, cũng không có nhớ hết tên cái loại giống mai á, cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Nhiều khi là quay có gì sơ suất cô chú anh chị mình cũng thông cảm bỏ qua cho nhà vườn, cho bà chủ nha cô chú anh chị ha. Rồi thì cái loại 25.000 này thì cái loại 20.000 cái loại 20.000 này thì số lượng bên vườn mình còn nhiều không bà chủ? Còn cũng nhiều, còn được vài trăm cây à. Còn cũng được vài trăm cây ha. Dạ. Rồi cái này thì mình gửi hàng từ bao nhiêu cây vậy bà chủ? Dạ 10 cây gửi hàng, dạ 15 cây bao phí. Rồi 10 cây gửi hàng và 15 cây bao phí ha. Cái này chiều cao mình lấy từ bao nhiêu bà chủ? Dạ từ 2 tấc đi lên ạ. À. Từ 2 tấc lấy lên ha. Dạ. Cây nè cô chú anh chị ha, cũ đế nè. Quá trời cái dàn cũ nha cô chú anh chị. Nhìn là thấy ghiền liền luôn á. Nè, cây nào cũng có cũ hết ha. Đủ loại giống trong đây ha. Cái này mình có hơn 10 giống mai đúng không bà chủ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Nhà vườn có hơn 10 giống mai trong đây ha. Cô chú anh chị mình muốn mua loại nào thì mình cứ alo cho bà chủ ha. Bà chủ sẽ báo với cô chú anh chị mình là còn loại nào để cô chú anh chị mình dễ tiện giao lưu ha. Rồi, mình ngoài loại này mình giới thiệu loại nào nữa ha bà chủ ha? Dạ em còn một loại là 35.000 một cây ạ. Rồi, vậy mình giới thiệu là 35.000 luôn nha. Dạ. Rồi em có là giống là rồi giới thiệu là 35.000 ha bà chủ ha. Dạ rồi, 35.000 một cây là từ 3 tấc đến 4 tấc ạ. Rồi, chiều cao là mình lấy từ 3 tấc tới 4 tấc ha. Dạ. Thì cái này mình cũng có tầm khoảng 10 giống, mười mấy giống như là các loại kia hả cô, loại 20.000 hả bà chủ? Dạ đúng rồi, gồm có là cúc hoa hồng thanh tú, rồi thanh tư long, rồi thanh mai, rồi cúc chùm, cúc phượng, đại lộc. Dạ đại lộc, giáo nhung, giáo thơm. Rồi siêu bông Sài Gòn nữa ha. Dạ. Rồi. Thì cái này mình lấy từ 4 tấc ha, mình bóc dạ lên một vài cây cho vườn cho cô chú anh chị mình tham khảo ha bà chủ. Dạ đây. Cái đế này cô chú anh chị ha. Chiều cao thì mình đo thử luôn, mình ốm cái tay đo một, thử luôn ha. 1, 2, 4 tấc, 3 tấc, 4 tấc. Rồi, 35.000 một cây ha. Cái này dạ bao nhiêu cây mình gửi hàng và bao nhiêu cây mình bao ship bà chủ? 3 cây gửi hàng, 5 cây bao phí. Rồi. 10 cây tặng 1. Rồi, 10 cây bà chủ tặng 1 cây luôn ha. Dạ. Rồi, số lượng loại 35.000 này bên vườn mình còn nhiều không bà chủ? Dạ, em cũng còn ít, còn khoảng vài trăm cây là hết ạ. Dạ, còn vài trăm cây nữa là hết ha. Dạ. Ví dụ cô chú anh chị nào muốn mua sỉ hay là gì đó thì cô chú anh chị mình cứ alo cho bà chủ ha. Dạ. Mình mua sỉ thì mình có để cái giá hữu nghị hơn chút xíu, mình giảm giá chút xíu không bà chủ? Dạ, nếu cô chú anh chị lấy số lượng nhiều em sẽ giảm giá và được giá khuyến mãi nữa ạ. Rồi, nếu như cô chú anh chị mình mua với số lượng nhiều và mua sỉ cô chú anh chị ha, thì bà chủ sẽ để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình, hoặc là cô chú anh chị mình tới vườn lấy thì bà chủ cũng sẽ để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình ha. Rồi mình giới thiệu cái loại tiếp theo luôn nha bà chủ. Dạ em còn loại 80.000 một cây nữa ạ. Rồi. Rồi, mình giới thiệu loại tiếp theo luôn hả bà chủ? Dạ rồi, tới cây tiếp theo là cây 80.000 một cây ạ. À. Cây này là 2 cây em gửi hàng, 3 cây em bao phí. Gồm có giống mai là Đại Lộc, Phú Tân. Đại Lộc, Phú Tân. Cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu nữa ạ. À. Rồi, Thọ Hương nữa ha. Dạ. Rồi, thì cái này nó cũng tầm khoảng 4-5 giống mai trong đây nha cô chú anh chị. Nè, Phú Tân nè cô chú anh chị ha. Cụ đế có ha, hàng liền cốt 100% nha. Nè, Cúc Tân Châu.
nút nụ siêu nhiều luôn ha, cúc Tân Châu, Vạn Thọ, Vạn Phúc rồi nè cô chú anh chị ha. Rồi Đại Lộc nè, cụ đế nè cô chú anh chị, quá xá cái dàn cụ nút nụ nè, hàng này chơi tết là phủ phê luôn cô chú anh chị ha. Cây thì đang nằm trong thùng xe 7 nha cô chú anh chị ha. Đó. Chiều cao thì mình lấy từ 4 tấc lấy lên ha bà chủ ha. Dạ. Chiều cao mình lấy từ 4 tấc lấy lên đi. Rồi, hai cây gửi hàng, ba cây bao phí ha. Dạ. Rồi, mình giới thiệu loại tiếp theo luôn. Dạ, loại tiếp theo là cây siêu bông Bình Lợi ạ. Rồi. Cây này là một cây là 120, hai cây là 200 là miễn phí luôn. Rồi. Một cây là 120.000 nhà vườn gửi ship ship hàng cho cô chú anh chị mình ha. Còn hai cây là nhà vườn để là 200.000 bao phí vận chuyển ha. Số mình lại này bên vườn mình còn nhiều không bà chủ ơi? Dạ cũng còn ít à, chứ còn vài chục cây là hết à. Dạ còn vài chục cây nữa hết ha. Cái này cô chú anh chị mình muốn mua về mình để bàn lấy bo gì cũng ok cô chú anh chị ha. Thì em thấy cây tàn tròn nè cô chú anh chị. Đẹp. Tàn rất là đẹp ha. Gốc nè, có củ luôn cô chú anh chị ơi. Nốt nụ nè. Nó hàng này chơi tết là thoải mái luôn cô chú anh chị. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, ngoài loại này thì mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ ha? Rồi, mình giới thiệu cái loại tiếp theo luôn ha bà chủ ha. Dạ rồi, cây tiếp theo là một cây 100.000 một cây ạ. À. Gồm à. Có Phú Tân và Thọ Hương. Rồi, là 100.000 một cây. Phú Tân, Thọ Hương không á, mình còn giống gì nữa không bà chủ? Dạ Đại Lộc nữa ạ. À. Rồi, cây nè, nằm trong chậu 2 ha. Có củ đế cô chú anh chị ha. Liền có khoảng 90-95% nha cô chú anh chị. Hàng này nút nụ có ha. Hàng này là bao chơi tết luôn á. Phú Tân, Đại Lộc với Thọ Hương ha, đế nè. Cực kỳ VIP luôn cô chú anh chị ơi. Nút nụ nè. Có nút nụ hết luôn cô chú anh chị ha. Tàn rất là tròn ha. Cái này chiều cao thì mình lấy từ bao nhiêu đây bà chủ? Là 5 đến 6 tấc ạ. Rồi, cái này mình lấy từ 5 cho tới 6 tấc ha. Dạ. Rồi, cây tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cụ đế có. Rồi, cái này là 100.000 một cây. Bao nhiêu cây mình gửi hàng và bao nhiêu cây mình bao phí bà chủ? Dạ hai cây gửi hàng và ba cây bao phí ạ. Hai cây mình gửi hàng và ba cây mình bao phí ha. Rồi, cái số lượng bên vườn mình còn nhiều không bà chủ? Số lượng này em cũng còn ít ạ. Rồi, cái này cô chú anh chị mình muốn lại vườn mua thì mình cũng giảm giá ha bà chủ ha. Dạ. Rồi, cô chú anh chị nào muốn mua loại nào thì mình liên hệ với số điện thoại của bà chủ ha, hoặc là mình nhắn tin qua Zalo ha. Rồi, mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ? Dạ không, dạ giống cây này là cây cuối clip của em ạ. À. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em và em xin thành cảm ơn ạ. À. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.